Thầy, em xin thầy một lần này thôi mà. Quá, thầy đã ra lệnh kỷ luật cô Hương rồi, bây giờ tự nhiên đi rút lời lại. Người lớn mà làm vậy rồi uy tín thầy còn đâu nữa. Thầy cho cô Hương dạy lại lớp tụi em đi. Tụi em hứa sẽ không có quậy nữa, em đảm bảo với thầy luôn á. Không được là không được. Đi ra ngoài để tôi làm việc. Thôi vậy thôi, em về em xin ba em cho. Rồi muốn xin ai đó xin. Ê, Quanh hả? Không, chuyện lặt vặt vậy mà tự nhiên đi về nói với ổng chi gì không biết nữa. Phiền ổng lắm, nghe không? Được rồi, thôi lần này thôi nha. Dạ. Một lần duy nhất thôi nha. Dạ, một lần duy nhất. Chắc nha. Dạ chắc. Em cảm ơn thầy. Ừ, không biết nữa. Ủa thầy dẫn em ra đây là uống trà sữa. Từ hồi tôi làm chủ nhiệm tới bây giờ thì chưa có dịp giảng viên và sinh viên giao lưu cùng nhau. Mình giao lưu cái gì vậy thầy? Thì cứ trò chuyện giao lưu, cho cô trò gần gũi hơn thôi. Dạ. Tụi em cứ thoải mái, thầy mời. Gần gũi gì chứ, khoảng cách muốn cả ngàn năm ánh sáng rồi, ai mà thèm gần gũi. Quang Quanh, em thấy sao? Dạ, thì thầy mời thì tụi em phải uống chứ làm sao, hồng phí lắm. Tụi em uống đi. Quanh. Dạ. Cảm ơn thầy. Cô Hương, sau này nhìn cô xinh bất thường thế. Cô đang hẹn hò với ai đúng không? Đâu có, cô làm gì có hẹn hò với ai. Em không có chọc cô nữa nè. Trời ơi, thầy Khải ngồi đây, sao mà em dám chọc cô nhỉ? Sao thầy muốn với thầy? Mời tụi em. Vô vô. 1, 2, 3. Vô. Không say không về. Được chó. Sao? Con. Ôi đồ đẹp ra, đồ đẹp ra. Con được chó. Tháo thiệt. Hoàng Anh. Em cho anh cơ hội làm người yêu em nha. Anh là ai? Tôi có biết anh đâu. Trời ơi, anh học thiết kế, anh thích em lâu rồi. Nhưng mà bây giờ em cho anh cơ hội để tìm hiểu với lại làm quen em nha. Tôi đã nói là tôi không có biết anh mà. Tránh ra đi. Hoàng Anh, em nghe anh nói đã. Hoàng Anh. Tôi chói mà không biết. Alo. Dạ, em làm theo lời dặn rồi thầy. Dạ. Ê, có tin đúng hỏi nè, nghe không? Tin gì?
Nghe nói là cái anh tỏ tình bà hôm bữa bị gãy tay á. Ủa, thì đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Thôi, tôi đi trước đây. Hôm nay chán quá. Ủa, ê, bữa nay bà có thấy bà anh nó bị kỳ kỳ không? Ai mà biết. Đúng là cái đồ đáng ghét mà. Dù sao người ta cũng tỏ tình với bà, thấy người ta gặp nạn mà không quan tâm. Nhưng mà tôi thấy bị gãy tay thôi mà có phải hấp hối đâu mà phải này nọ. Với lại á, nếu như á mà Bảo Anh mới đi thăm nuôi cái người đó thì người ta sẽ bị ảo tưởng là Bảo Anh thích người ta, xong người ta bám đuổi theo hoài thì sao, đúng không? Ờ. Ê, chẳng lẽ là nguyền linh nghiệm? Ủa, cái gì mà lời nguyện ở đây nữa trời? Đi vô đây, đi vô trong đây. Thì hôm bữa mới tỏ tình bà xong, hôm nay bị gãy tay đó, cho nên cả trường mới xôn xao lời nguyện về bà đấy chứ đâu. Ê, nhưng mà vấn đề bây giờ là bà có còn tìm người tung tin đồn này không? Ừ. Thôi kệ đi, vài hôm nữa có chuyện khác thì thiên hạ quên nhanh mà. Tôi đi đây. Ừ. Ê, đợi với. Hoàng Oanh, tặng em. Ồ, có người không sợ tiến tới luôn rồi kìa. Cho anh một cơ hội, được yêu em được không? Anh tránh ra đi. Không, anh chỉ để em đi khi em đồng ý làm người yêu của anh thôi. Em là người trong mơ của anh. Tôi đã nói là không được, tránh ra. Không, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh. Anh ơi, anh ơi, chờ Oanh. Tôi nữa. Anh ơi, chờ tôi. Từ ngày mà bà được tỏ tình á, tụi tôi không dám bước ra sân trường luôn á. Lần mà đi ra là bị dí chạy mệt, còn hơn là bị thiệt hại, hành hạ nữa. Ê, mà tôi thấy có gì kỳ kỳ nha. Sao tự nhiên bây giờ liên tiếp nhiều người đi tỏ tình bà vậy? Bị cảm mạo thôi mà anh làm gì quan tâm dữ vậy? Lâu rồi làm bài tập của mình đi, cuối giờ còn nộp cho thầy đó. Có gì không biết thì có hỏi em. Ê, có tin mới nè. Đâu, tin gì? Đâu, cho coi. Lý do vì sao mọi người kéo nhau tỏ tình Hoàng Oanh hoặc cô ca 8? Trong này là mọi người viết là họ đang muốn thử nghiệm một cái lời nguyền xem nó có sự thật hay không. Thì bây giờ mọi người đã tin đó là sự thật rồi. Là sao? Tức là những người mà tỏ tình bà không bị gãy tay thì cũng sức tráng miệng.
Đúng rồi. Gái thì ga tô, trai thì ghen tức giành giật. Sau đó mời thầy cúng về ấm ba la xì bồ con cua con cá gì đó ai mà biết. Thôi đi bà, đừng có nhảm nữa. Tôi nghĩ á, bà chắc chắn có người hại tôi. Thì đó, người ta nói là ngại đó. Ngại hành bà chứ ai. Ngại hành bà thì có. Bà nghĩ thế coi, tại sao câu chuyện có thể lan nhanh ra như vậy được? Thật sự là tôi muốn biết người hại tôi là ai đó. Mày nè. Bà lại đây nói chuyện với tôi làm gì đứng xa vậy? Không được, không được, không được. Thì tại cái lời đồn đại về bà đó, thì người ta đồn là chỉ có nam mới bị thôi. Nhưng mà để cho chắc ăn thì xin thiếu nữ hãy giữ tự trọng nhé. Vậy đó hả? Ừ. Bà đó. Mấy bà cũng như vậy nữa. Chán thiệt luôn á. Ê, đi đâu? Điện thoại. Được rồi, mà sau này có làm gì thì báo thầy trước nha. Tinh Quang nó có yêu cầu em gì nữa không? Nhưng ông Quang đó có thật sự là không động vào em nếu biết chuyện em kể với thầy không thầy? Không sao, thầy bảo đảm. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép thầy em về lớp ạ. Hỏi là ra liền chứ gì.
Em có sao không? Nè, mấy đứa làm cái gì vậy? Em có sao không vậy? Dạ không sao đâu. Thì đưa em lên phòng y tế nha. Dạ thôi được rồi, được rồi. Rồi, cẩn thận nha. Dạ, em cảm ơn. Không biết chuyện gì nữa đây. Cô Hương, hôm nay cô... Hay có chuyện gì thì tự giải quyết đi, đừng có nói với tôi. Thầy có biết trường của mình sợ nhất là cái chuyện liên quan đến tình cảm của thầy trò. Thầy giải thích cho tôi đi, hồi nãy thầy làm cái gì? À. Thầy à, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Em sẽ tìm cách xử lý, mong thầy yên tâm. Thầy xử lý lẹ lên ha. Nhưng mà trước mắt á, là viết bản tường trình cho tôi. Còn nếu mà làm không xong á, chuẩn bị ra hội đồng kỷ luật. Trời đất ơi, dám đi ôm nữ sinh ở giữa sân trường. Thầy làm cái gì mà thầy làm được à? Hả? Thầy bình tĩnh nghe em giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi thầy ạ. Tôi không muốn nghe, tôi nhắc lại với thầy, tôi không muốn nghe. Trước mắt viết bản tường trình cho tôi để tôi có mức độ kỷ luật đối với. Em kia, đứng lại, cho thầy hỏi em chút chuyện. Đứng lại. Thôi thầy đứng xa em ra chút đi, em sợ lắm, em không có nghe thầy đó. Đi theo thầy lên phòng hiệu trưởng, làm cho ra lẽ. Cái gì vậy? Mấy đứa, đứng lại đi. Nghe thầy nói không? Trời, thầy, em không ngờ là có ngày thầy nổi tiếng vậy luôn á. Đi theo thầy. Thả em ra. Em la làng cho cả cái trường này biết bây giờ. Được, em la lên đi. Rồi thầy với em sẽ hết chiếc trường đó. Là do thầy tự chuốc lấy thôi. Em chỉ học cách của thầy thôi mà. Đi theo thầy. Thầy, thầy thả em ra. Đi theo thầy. Em la lên cho cả cái trường này biết.